Chào mừng các bạn trở lại với kênh Football España, nơi cung cấp những thông tin thú vị về tất cả những gì liên quan tới bóng đá Tây Ban Nha. Quyết định sang Mỹ khoác áo Inter Miami hóa ra lại không phải là một bước lùi trong sự nghiệp của Lionel Messi. Ngược lại, dù không ồn ào, nhưng dường như ngôi sao người Argentina đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đấy. Anh thậm chí còn thay đổi cả bộ mặt của Inter Miami và cả giải nhà nghề Mỹ MLS. Buổi lễ ra mắt của Messi tại Miami đã thu hút con số kỷ lục 3,5 tỷ người xem. Trận đấu trình làng của Leo thì quy tụ hàng loạt ngôi sao trên mọi lĩnh vực, từ siêu sao bóng rổ LeBron James, tượng đài quần vợt Serena Williams, cô nàng siêu vòng ba Kim Kardashian, cho đến một loạt tên tuổi trong làng giải trí của nước Mỹ. Và sau hơn một tháng thi đấu trong màu áo Inter Miami, Messi đã chứng tỏ sự kỳ vọng mà tất cả đặt vào mình là không hề lãng phí. Với 10 bàn thắng sau 7 trận đấu, Nhà vô địch thế giới năm 2022 đã gần như một mình kéo Inter Miami đến danh hiệu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, là con ca Cup, Cup. Với hai đường kiến tạo, anh cũng góp công giúp đội bóng lội ngược dòng trước Cincinnati để giành quyền lọt vào trận chung kết cúp Mỹ mở rộng. Mới nhất, Messi lại tiếp tục ghi dấu ấn với bản ấn định chiến thắng 2-0 trong trận gặp New York Red Bull ở giải MLS. Nhưng đã bao giờ các fan hâm mộ đặt ra câu hỏi, gia đình Messi sống ở đâu kể từ khi chuyển đến Miami? vì tất cả những gì người ta thấy chỉ là vài lần hiếm hoi, gia đình ngôi sao người Argentina xuất hiện trước công chúng. Đó là lần anh cùng cô vợ Antonella và ba cậu nhóc Thiago, Matteo và Siro đi shopping ở siêu thị Publix lúc họ mới đặt chân sang Mỹ. Một lần khác là khi gia đình Leo đi ăn tối ở nhà hàng Italia, cà phê Prima Pata. Tuy nhiên, chỉ cần một động tác search Google đơn giản, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Và nó hẳn sẽ khiến không ít người ngờ ngợ rằng Messi thực ra đã lên kế hoạch sang Mỹ thi đấu từ rất lâu trước đó. Bằng chứng là năm 2019, anh đã chi 9 triệu đô la để mua một căn penthouse sang trọng ở tòa nhà đi Verdice Tower, tọa lạc tại Miami. Và chỉ vài năm sau, Messi lại bỏ ra 7,3 triệu đô la để mua thêm một căn hộ cao cấp khác, rộng 511 mét vuông và có 4 phòng ngủ ở Miami Beach. Rõ ràng, Messi không có ý định đầu cơ, vì số tiền bỏ ra mua hai dinh thự này chẳng bỏ bèn gì so với mức lương 54 triệu đô la một năm của anh. Thay vào đó, có vẻ như Leo đã chuẩn bị sẵn cho một tương lai ở nước Mỹ. Sở dĩ anh chọn nơi đây là để ba cậu con trai được trải nghiệm điều kiện giáo dục tốt nhất. Và Miami, thành phố với đa phần dân cư mang gốc các Mỹ Latin, rõ ràng là điểm đến lý tưởng nhất, vì nó sẽ giúp gia đình Messi có cảm giác như ở nhà. Trở lại với câu chuyện gia đình Messi sống ở đâu, câu trả lời chính là căn penthouse tại tòa tháp Port chờ đi Sai Tower. Sau khi mua cơ ngơi này, nhà Messi đã có vài lần tới đây nghỉ dưỡng vào mùa hè. Bởi tại đây, chỉ cần ngồi trong nhà, bạn sẽ chẳng phải mất thời gian đi đâu cả, mà vẫn có thể tận hưởng cảm giác ngụp lặn trong bể bơi vô cực, trong khi hướng tầm nhìn về phía đại Tây Dương. Tòa tháp pot chờ đi sai thao ở cao 195 m có 60 tầng, nằm giữa khu Ban Harbor và Aventura và chỉ cách sân vận động của Inter Miami khoảng 25 phút đi xe. Các căn hộ ở đây có giá tiền giao động từ 4,3 triệu đô la đến 32,5 triệu đô la. Điều này có nghĩa là căn penthouse 9 triệu đô la của Maxi thực ra cũng chỉ thuộc phân khúc bình dân. Dĩ nhiên, nói vậy chỉ là để so sánh với giới siêu giàu. Còn thực ra, căn penthouse của Messi không thiếu gì cả. Nó sở hữu một chiếc view đẹp sững sờ, có thể nhìn cả về phía thành phố lẫn bãi biển Miami, một phòng khách rộng mênh mông ngập tràn ánh sáng, bể bơi riêng ở ngoài ban công, một phòng tập gym đầy đủ thiết bị, một phòng chiếu phim và một phòng mô phòng chơi gốc và đua xe. Tòa post chờ đi say thao ở cũng sở hữu một nhà hàng riêng tư chỉ dành để phục vụ cho các cư dân sống tại đây. Và điểm nhấn lớn nhất của tòa tháp sang trọng này chính là hệ thống thang máy được thiết kế đặc biệt để đưa ô tô của khách hàng từ mặt đất lên thẳng căn hộ. Với hệ thống hiện đại tưởng như chỉ có trong phim Batman này, Messi sẽ chẳng phải mất thời gian đậu xe rồi quốc bộ ra thang máy mà có thể thoải mái phóng chiếc siêu xe của mình lên thẳng nhà. Nhưng rất có thể, căn penthouse sang trọng này cũng sẽ chỉ là nơi tạm trú của Messi. Vì hiện tại, sau người Argentina đang thuê công ty kiến trúc Feliz Arquitecto để thiết kế cho mình một dinh thự hoành tráng khác ở khu vực Siran Công trình biệt lập này chiếm trọn vẹn diện tích của một bán đảo, đáp ứng đầy đủ điều kiện của một biệt thự hạng sang và thậm chí còn lộng lẫy như một cung điện. Đặc biệt, nó được xây dựng theo một chữ M cách điệu theo tên của chủ nhân Messi. Và giá của khu dinh thự siêu sang có thể tiếp cận bằng cả đường bộ, đường biển và đường không này ước tính sương sương chỉ có 50 triệu đô la đây mới thực sự là ngôi nhà trong mơ mà messi và gia đình của mình sẽ ở trong tương lai có lẽ là còn rất dài tại nước mỹ